Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nâng cấp cảnh báo bão lên mức cao nhất, Philippines sơ tán hàng ngàn người dân. Siêu bão Usagi, hay còn được gọi với tên địa phương là Ophel, đang được dự báo sẽ gây mưa lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực Luzon, Philippines trong những ngày tới. Theo thông tin từ các cơ quan khí tượng, siêu bão này có sức mạnh rất lớn và sẽ đổ bộ vào vùng lãnh thổ của Philippines với sức gió mạnh, kèm theo mưa lớn và sóng lớn. Luzon, hòn đảo lớn nhất của Philippines, nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, với nhiều tỉnh thành trong khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ ngập úng, lũ lụt và sạt lở đất. Các cơ quan chức năng đã chuẩn bị các phương án ứng phó, bao gồm việc sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là những vùng thấp trũng và ven biển có thể bị ảnh hưởng bởi sóng lớn và triều cường. Dự báo siêu bão Usagi sẽ tiếp tục di chuyển qua khu vực Biển Đông, có thể gây mưa to và gió mạnh ở các tỉnh ven biển miền Trung và miền Bắc Philippines, trong đó Luzon là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Người dân nơi đây đã được yêu cầu chuẩn bị các biện pháp phòng tránh bão như gia cố nhà cửa, tích trữ lương thực, nước uống và sẵn sàng di chuyển đến các khu vực an toàn khi có yêu cầu từ chính quyền địa phương. Với sức mạnh và sự nguy hiểm của siêu bão Usagi, các chuyên gia khí tượng khuyến cáo người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, đồng thời tuân thủ các chỉ thị của chính quyền để bảo vệ tính mạng và tài sản của mình. Các tổ chức cứu trợ và đội ngũ cứu hộ cũng sẵn sàng triển khai công tác hỗ trợ khẩn cấp khi bão đổ bộ. Theo thông báo từ Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa, siêu bão Usagi, tên địa phương là Ophel, sẽ gây mưa lớn tại khu vực phía bắc Luzon vào chiều ngày 14 tháng 11. Cảnh báo mưa màu vàng đã được phát đi tại một số khu vực, đặc biệt là các tỉnh phía bắc Luzon, với nguy cơ lũ lụt và lở đất. Cụ thể, Pagasa đã đưa ra cảnh báo mưa màu vàng đối với các khu vực như Divilakan, Maconacon và Palanan thuộc tỉnh Isabela. Lượng mưa ở các khu vực này dự báo từ 7,5 đến 15mm, có thể gây ra các hiện tượng thiên tai như lũ lụt và lở đất, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Ngoài ra, các khu vực khác trong khu vực phía Bắc và Bắc Trung Luzon cũng sẽ ghi nhận lượng mưa vừa đến mưa to, từ 2,5 đến 7,5 mm, bao gồm các tỉnh như Isabela, Cagayan, Kalinga, Ilocos North và các khu vực lân cận. Mưa có thể kéo dài từ 2 đến 3 giờ, gây ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động của người dân ở những khu vực này. Các cơ quan chức năng đã chuẩn bị các biện pháp ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, bao gồm việc theo dõi tình hình mưa và cảnh báo sớm đến người dân, đồng thời tăng cường các hoạt động giám sát lũ lụt và lở đất. Người dân trong các khu vực chịu ảnh hưởng được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, tuân thủ các chỉ đạo của chính quyền và chủ động di chuyển đến những khu vực an toàn nếu cần thiết. Siêu bão Usagi, với sức gió mạnh và lượng mưa lớn, sẽ tiếp tục di chuyển qua các khu vực khác của Philippines trong những ngày tới, đe dọa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thời tiết và an toàn của cộng đồng. Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa đã phát đi khuyến cáo mạnh mẽ yêu cầu người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của siêu bão Usagi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tính mạng và tài sản. Tính đến trưa ngày 14 tháng 11, siêu bão Usagi đã tiến vào ven biển Divilakan thuộc tỉnh Isabela và hiện đang cách Ichagu, Isabela khoảng 135 km về phía đông bắc. Pagasa thông báo rằng siêu bão Usagi hiện di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 km/h. Cơn bão này vẫn duy trì sức gió mạnh, với tốc độ gió tối đa lên đến 185 km/h gần tâm bão và gió giật có thể đạt trên 230 km/h, đe dọa trực tiếp đến những khu vực trong quỹ đạo của bão. Vì vậy, người dân trong các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng được khuyến cáo cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa khẩn cấp. Các biện pháp phòng ngừa bao gồm việc sơ tán người dân ra khỏi các khu vực có nguy cơ cao như vùng ven biển và các khu vực dễ bị ngập úng, lở đất, đồng thời gia cố nhà cửa để tránh thiệt hại do gió mạnh và mưa lớn. Người dân cũng nên chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết như lương thực, nước uống, thuốc men và đèn chiếu sáng dự phòng trong trường hợp mất điện. Pagasa cũng khuyến cáo các chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi sát sao tình hình bão và thông báo kịp thời đến người dân, đồng thời tổ chức các đội cứu hộ sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.
Với sự nguy hiểm của siêu bão Usagi, các cơ quan chức năng đã triển khai các biện pháp dự phòng khẩn cấp để giảm thiểu thiệt hại, đồng thời yêu cầu người dân chuẩn bị sẵn sàng đối phó với những tình huống khẩn cấp. Chuyên gia thời tiết Veronica Torres cho biết Usagi có thể đổ bộ vào đất liền từ trưa đến 17 giờ chiều ngày 14 tháng 11 ở vùng lân cận Cagayan. Nhà chức trách Philippines đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất và sơ tán hàng ngàn người. Sau Usagi, một cơn bão nhiệt đới tên gọi là Manji được dự báo ảnh hưởng khu vực trung tâm dân cư của Philippines xung quanh thủ đô Manila vào cuối tuần này. Bão Torazi chưa kịp tan, bão mới Usagi lại hình thành, tiếp tục đe dọa Philippines. Cơn bão mới Usagi vừa hình thành và đang di chuyển theo hướng về phía Philippines, trong khi hai cơn bão Torazi và Manji đã xuất hiện trước đó và vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực này. Sự xuất hiện của Usagi đã làm gia tăng mối lo ngại về tình hình thiên tai tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Philippines, nơi thường xuyên chịu tác động mạnh mẽ của các cơn bão nhiệt đới vào mùa mưa bão. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 12 tháng 11, cơ quan dự báo khí tượng Philippines Pagasa đã thông báo về sự hình thành của cơn bão mới nhất mang tên Usagi hay còn gọi là Orfeo ở Philippines. Cơn bão này hiện đang nằm cách Đông Visayas khoảng 1.150 km về phía đông, được dự báo sẽ di chuyển nhanh và tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực. Bão Usagi có khả năng gây ra nhiều rủi ro cho các khu vực ven biển Philippines trong những ngày tới. Cùng thời điểm, bão Torazi, tên địa phương là Nika, đang cách thành phố Loarc, Ilocos Nor, 150 km về phía tây tây bắc với sức gió duy trì tối đa 95 km/h và gió giật lên tới 115 km/h. Cơn bão đổ bộ Philippines ngày 11 tháng 11 hiện ở trên biển Đông và di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h. Ngoài bão Torazi và bão Usagi đang ở bên trong khu vực dự báo của Philippines PAR, cơn bão Manji hiện bên ngoài PAR, cách khu vực Đông Nam Luzon khoảng 2.930 km về phía đông. Bão Manji có sức gió tối đa gần tâm bão là 85 km/h, gió giật 105 km/h và đang di chuyển về phía tây với tốc độ 10 km/h. Các chuyên gia dự báo bão của cơ quan thời tiết Philippines Pagasa hiện đang theo dõi sát sao sự di chuyển và sự thay đổi cường độ của cơn bão Usagi, tên địa phương là Orfeo. Cơn bão mới nhất đang hình thành và gây lo ngại cho khu vực Philippines. Cùng với đó, cơn bão Torazi, tên địa phương là Nika, cũng đang di chuyển gần vùng biển Philippines. Theo nhận định của Pagasa, bão Usagi dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trong những ngày tới và có thể chuyển hướng Tây Bắc vào tối ngày 14 tháng 11 trước khi tiếp tục di chuyển về phía Bắc. Các nhà dự báo thời tiết cũng cảnh báo rằng bão Usagi có khả năng đổ bộ vào khu vực Bắc hoặc Trung Luzon vào chiều hoặc tối ngày 14 tháng 11, mang theo mưa lớn và gió mạnh. Tuy nhiên, do sự biến động của các yếu tố khí tượng, dự báo này có thể thay đổi. Và các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão. Dự báo bão Usagi sẽ tiếp tục mạnh lên trong vòng 3 ngày tới. Theo các chuyên gia, bão có thể đạt cấp bão cuồng phong vào ngày 13 tháng 11, khi sức gió tối đa gần tâm bão có thể lên đến 150 km/h hoặc cao hơn. Đặc biệt, có khả năng bão Usagi sẽ đổ bộ vào đất liền Philippines với cường độ cực đại hoặc gần cực đại, gây ra những tác động lớn đến các khu vực nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.